Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Thanh niên dụ dỗ bé gái 13 tuổi vào nhà vệ sinh khu cách ly hành sự. Vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 16 tháng 7, đối tượng DHN 19 tuổi, thường trú ấp Phước 3B, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, dùng điện thoại nhắn tin và hẹn bé TTNY 13 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu, đi đến nhà vệ sinh để gặp nhau tâm sự và quan hệ tình dục, thì Y đồng ý. Khi Y đến nơi, cả hai khóa cửa nhà vệ sinh và N bắt đầu có hành vi cùng Y làm chuyện người lớn. Đúng lúc đó, một người phụ nữ ở ngoài kêu mở cửa và phát hiện vụ việc nên đã trình báo ban quản lý khu cách ly. Sau đó, N đã bị công an mời lên trụ sở làm việc. Tại đây, N thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chiều 18 tháng 7, chia sẻ với phóng viên, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phú Đông cho biết N là người ở địa phương và vừa rồi do trở về từ nơi có vùng dịch nên được cách ly tập trung ở huyện Phước Long. Bé gái nghi bị N dụ dỗ quan hệ là người địa phương khác và hai người có quen biết nhau từ trước. Hiện tại, N đang bị công an điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.